chào nha các bạn. Như các bạn biết á, thì ai theo dõi Facebook hay là Insta của mình với Linh thì biết mình với Linh sẽ bắt đầu giai đoạn kết. Mình với Linh cũng book được, Linh book được bao lâu rồi? 4 tháng gì ấy. Mình cũng book được gần 1 năm rồi. Thì mọi chi tiết mình đã ghi trên Facebook của mình. Thì buổi tối hôm nay là tối chủ nhật, cả hai đứa được nghỉ. Thì quyết định là sẽ đi chợ để prep meal cho một tuần. Thì ý định của mình hôm nay là muốn quay lại tất cả những gì mà mình ăn và những món mà mình nấu để cho các bạn xem. Ok, đây quay. Thứ không bao giờ thiếu được là măng tây. Ủa có hả? Yep. Phúc có đi không? Chưa phô phai là mắc lên. Thường nó là 2, 4, 3. Thì tới lúc kết thì quan trọng nhất là mình phải bổ sung đầy đủ vitamin. Thì tụi mình sẽ ăn kiwi, vitamin C. Nói chung trong lúc kết á, theo mình suy nghĩ các bạn ăn nhiều trái cây càng tốt. Tại lúc đó người mình nó rất là nó thiếu chất dinh dưỡng hơn cái lúc mà mình bút. Thì mình cứ bổ sung những cái vitamin như vậy á, thì mình đỡ phải cảm thấy, mình đỡ cảm thấy mệt mỏi. Khoai lang. Khoai lang đang sale. Thì mày đã mua măng tây, broccoli, hai trái bơ này là cho mình. Linh thì không thích ăn bơ. Lấy củ to và kiwi. Lấy củ to hay củ nhỏ? Cái này gọi là gì? Khoai lang. Khoai lang ngọt. Mấy ký? Đúng không? Sao ăn không? Ăn. Lấy cái này, lấy cái bên kia. Sao ăn không hết nên tụi mình chỉ lấy một nửa thôi. Lắp không bỏ rồi. Đi qua lấy thịt. Cái trái không thiếu là lớp gà rồi. Mình sẽ lấy hai vị. Và trứng nữa. Tất nhiên cũng không thể thiếu trứng. Lấy hai vị. Hả? Không, kangaroo đó là chưa ướp sẵn. Kangaroo meatball. Ở đây nè. Dưới nữa nè. Herb garlic đó, kangaroo steak nè. Đó. Hả? Ừ. Và tụi mình vừa mới phát hiện ra một loại thịt cực kỳ tốt và cực kỳ nhiều protein, đó là kangaroo. Thì theo như nghiên cứu là kangaroo là nhiều protein nhất trong tất cả các loại thịt. Xong rồi đến sau mình mới đến thịt gà. Một. Để mình cho các bạn xem rồi. Một serving nè. Một serving của kangaroo đây là có tới tận 30g luôn. Là 150g miếng thịt sẽ có tới 30g protein, là rất cực kỳ nhiều protein. Cho nên tất nhiên bạn nào muốn mà đang xem blog này thì nhất định phải đi mua thịt kangaroo ăn nhá. Giá nó cũng phù hợp, không quá mắc. Với lại chính phủ vừa mới khuyến khích. Với lại chính phủ Úc vừa khuyến khích là người dân nên ăn thịt kangaroo nhiều hơn. Tại vì là dân số kangaroo nó còn nhiều gấp đôi dân số Úc rồi đấy. Ở Việt Nam mình thấy nhiều bạn cũng ăn cá hồi ấy. Và cá hồi cũng tốt lắm, mình cũng thường hay ăn cá hồi. Mà hơi nhiều phá. Thì cá hồi cũng hơi nhiều phá, cho mình nó là phá tốt nên cũng không sao. Omega 3 nữa. Và cả có cả omega 3. Nó có cả omega 3 nữa. Một miếng cá hồi này là bao nhiêu gram vậy? Năm nè. Một serving là một miếng cá hồi sẽ có 26.7g. Kangaroo thì 30g. Fat. Fat thì 21.4g. Đây một miếng là như thế này. Ừ. Một hồi là 4 miếng thì mình mua mới giá 13 đồng. Ok. Thì đây là ớt. Ớt á là mình xay với whey protein mình uống vào buổi sáng, hay là mình bạn bỏ chung với nước và bạn bỏ một miếng whey, bỏ vô microwave trộn lên ăn chung với nhau. Ừ. Rất là tốt. Và oat là yến mạch nhé. Yến mạch. Ừ. Monster. Monster sẽ cứu rỗi đời tụi mình đối với những món ăn chán trường như thế này. Cái này là cơm nó nấu sẵn, có gia vị trong đó. À, về mình chỉ cần microwave vô mình ăn. Thì cái này nó tiện hơn là cơm trắng, với một phần nó cũng tốt hơn cơm trắng. Cơm trắng mình rất là nhiều đường. Nhiều fat. Fat nữa. Thì cái này nó sẽ là có 36g carb. Đây các bạn có thể thấy 5g protein,
Nó có serving hả? Này là 1-2 serving. Thì một bịch này nó sẽ tới per serve. Một bịch này nó sẽ tới là 36 là 72 đúng không? 72 gram carb. Và có rất nhiều vị để cho mình lựa chọn. Giờ thấy ăn cái savory chicken đây này. Chắc chắn nếu mà prep meal thì các bạn không thể nào thiếu hộp được. Ở nhà tụi mình có mua sẵn hộp rồi. Thì hộp này là chủ yếu để đựng trái cây cắt sẵn bỏ vô. Dưa hấu rồi, ví dụ như là dưa hấu. Thì các bạn nếu mà cũng coi cái vlog nó ăn cũ của tụi mình thì cũng biết ta là cha xịt. Mình xịt đồ ăn. Mình xịt đồ ăn. Tụi mình đã giới thiệu về nó rồi. Bình như vậy là 4 đồng. Linh không ăn được oat thì buổi sáng Linh sẽ ăn bánh mì nâu. Đây là bánh mì nâu thì tất nhiên nó sẽ là một loại tinh bột tốt. Đây là loại bánh mì mà mình sẽ mua nữa nè. Lower carb, 25%, less carb là less tinh bột ấy. High protein. Ừ, đúng rồi, nguyên chữ tình high protein luôn này. 11.5 gram protein. Fat thì 7.3 gram. Nên các bạn có thể dùng cái để thay thế cơm mà mình sẽ ăn sáng bằng bánh mì này. À, còn thêm một vấn đề nữa. Cái này là một cái thứ quan trọng nhất. Mà thiếu cái này là cuộc đời bạn sẽ bị bế tắc. Bế tắc thật sự. Đây, tổng cộng mình đi hết 170 đô, 169. Thì là cho cỡ đồ ăn cho 1 tuần rưỡi. Trong đây nó sẽ ghi là những món nào sale nó cộng dồn lại thì là mình saving được 25 đồng trong lần sale lần này. Nhiều khi đi siêu thị cũng thấy nghèo luôn ấy đúng không? Nhiều mà. Và thôi bây giờ mình đi về. Đi về xong rồi sẽ nấu ăn. Và mình sẽ quay cảnh lại cái cảnh prep meal các bạn xem. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở nhà. Ok, tụi mình đã về tới nhà. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tụi mình đã quay mua được những gì. Đây. Thì là rau thì mình có thêm mua thêm này là green bean. Green bean là cái gì đó? Đậu que. Đậu que. Broccoli. Ức gà. Salmon. Kangaroo. Đây là cơm. Dưa hấu. Đây là bánh mì. Và khoai lang. Khoai tây. Đây mới là khoai lang. Đây là khoai tây. Thì có một cái ứng dụng là cái này chắc nhiều bạn cũng biết, MyFitnessPal. Nó rất hay một cái là bạn có thể scan được cái code này bằng cái điện thoại của mình. Mình bấm vô add food. Và mình sẽ scan thử cá. Đây, cá này nó hiện lên đây. Nó hiện lên cho mình đây. Một portion có nghĩa là một miếng như vậy. Một hộp như vậy thì mình sẽ có 4 miếng. Nó tương đương với 4 phần ăn. Kangaroo. Roo steak. Đó. Tôi mới vào. Ok, thì tụi mình có 3 loại cáp chính. Cáp chính. Thứ nhất là khoai lang. Thứ nhất là khoai tây. Thứ hai là khoai lang. Thứ ba là gạo. Thì sẽ cho 3 bữa chính trong ngày. Thì đây là khoai tây. Tụi mình ăn thì tụi mình thường thường không gọt vỏ, chỉ để dậy rồi rửa.
rồi cắt ra thôi. Thì mình bỏ nước vào thì luộc lên tới khi nào nó mềm ra. Thì mềm ra mình sẽ bỏ ra một cái tô, mình nghiền nó ra. Thì nó sẽ thành là mashed potato. À, khoai tây nghiền. Đúng rồi. Còn đây là khoai lang thì mình đang hấp. Ok. Khoai tây đã xong. Bây giờ đến giai đoạn thì nghiền. Thì làm mash khoai tây nghiền. Các bạn cần một cái muỗng to thì mình sẽ dùng cái bát múc cơm này. À, cứ để bẹp nó ra. Đây là bông cải xanh. Green beans, broccoli lại măng tây, cắt hết lát nữa rửa một lần luôn. Để mà làm broccoli một cách nhanh nhất, bông cải xanh nhanh nhất ấy, thì các bạn chỉ cần bỏ vô một cái hộp, đậy kín lại và bỏ một chút xíu nước lạnh, chỉ cần nước lạnh là được. Nè đâu, đây, thấy không? Không, nước chỉ cần nhiêu đây thôi là được. Xong các bạn mở vô microwave lên, chỉ chừng 2 phút là nó sẽ chín, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian và nó sẽ giữ lại những chất ở trong bông cải xanh nhiều hơn là mình luộc, vì luộc nó sẽ ra hết những phần nước bên ngoài và mình sẽ đổ nó đi. Đây, đây là thịt kangaroo. Xong rồi đó. Nhìn anh nấu ăn rồi, học nấu ăn này. Cái ăn kangaroo bây giờ chưa? Đây là cá hồi. 4 miếng thì sẽ tương ứng với 4 bữa ăn. Rồi mình sẽ chiên nó lên. Bây giờ đến cá. Một miếng là một phần như vậy. Thì đây là khoai lang thì mình cũng không có thói quen là gọt vỏ ra. Thì mấy bạn ăn thì cứ lấy cái muỗng này múc vô cái phần giữa, cắt làm đôi. Múc vô cái phần giữa. Vỏ nó cũng muốn chóc sẵn rồi nè. Đây là ớt gà. Thì cũng như mình đã nói ở vlog trước, thì ớt gà nếu mà các bạn để nguyên một miếng chiên lên thì nó sẽ đỡ bị mất nước. Và nó sẽ mềm hơn là cắt ra từng cục. Cắt ra từng cục nó sẽ bị khô và ăn rất là ngán. Cuối cùng thì tụi mình đã dành ra 3 tiếng để xong hết tất cả những món này. Đây, thì đây là món kangaroo, khoai tây nghiền, broccoli. Măng tây, broccoli. Này là có cơm, broccoli và cá. Này là khoai lang, măng tây và cá. Và cái này là gà và đậu quê. Này là phần meal prep cho tụi mình trong vòng 2 ngày. Một ngày sẽ là 3 bữa. 3 bữa cho một ngày. Lợi ích của việc làm meal prep đó có nghĩa là mình nấu lên thì mình bắt buộc mình sẽ ăn. Chứ tất nhiên là tụi mình cũng tiết tiền, không phải là mình nấu lên để cho nó hư rồi đổ đi được. Với lại kiểu như là nó cũng sẽ phòng những trường hợp mà về nhà không có đồ ăn, cái lại sinh ra lười biếng, cái lại sẽ dắt nhau đi ăn ở bên ngoài. Cho nên là meal prep trước thì cũng cực kỳ tốt và lợi ích ở cái điểm đấy. Và tất nhiên để mà mình không phải làm meal prep mà toàn bộ sẽ chỉ giống nhau một loại đồ ăn, một meal được, thì mình ăn như vậy hoài mình cũng sẽ ngán nữa. Cho nên là mình sẽ ví dụ thịt này ăn với loại kia, để cho nó phong phú hơn, để mà ăn cho nó đỡ ngán đi. Chứ ăn những món này bình thường đã ngán lắm rồi. Ok, một ngày tụi mình sẽ có 3 loại thịt. Thứ nhất là kangaroo, thứ hai là ức gà và thứ ba là cá hồi. Thì ba bữa đó sẽ là 3 bữa chính. Bữa thứ nhất chính là bữa trưa, hoặc là bữa trước khi tập, bữa sau tập và bữa trước khi ngủ. Thì mình làm, đi học, đi làm, hoặc là có bận gấp máy thì cũng phải ăn xong 3 bữa đó. Và tất nhiên cái này là sẽ không bao gồm bữa sáng trong đấy. Thì bữa sáng như ví dụ mình thì mình thường hay ăn bánh mì nâu, một sữa, một hộp sữa 2 protein với lại lòng trắng trứng luộc. Còn Chiến hay ăn gì? Chiến ăn thì mình ăn ớt xay chung với một trái chuối.
và một muỗng whey protein. Vậy thôi, vlog prep meal của mình đến đây đã kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã xem từ đầu vlog cho đến giờ, và hãy nhớ bấm like, share và subscribe cho mình, ủng hộ cho mình những vlog kế tiếp nhé. Nhớ bấm subscribe nhé. Và nếu mà các bạn có những chủ đề ý tưởng nào mà gợi ý cho tụi mình quay thì đừng quên nói cho tụi mình hoặc là comment ở phía dưới nha. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.